Bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đi tua mỏ sao cho đẹp nhất. Và các bạn đừng quên hãy cho mình một lượt like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu đi tua mỏ nào. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô màu nha các bạn.
Như vậy video của mình kết thúc đây nha các bạn. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đi tô màu sao cho đẹp nhất. Và các bạn đừng quên hãy cho mình một lượt like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu đi tô màu nào. Xin chào bạn nha, bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô màu nha các bạn.
Như vậy video của mình kết thúc đây nha các bạn.